Và chúng tôi một lần nữa cũng xin chúc mừng tác giả đạt giải nhì về thể loại cao cổ và chọc cải lương của hội thi sáng tác văn thơ nhạc gồm. Xin được chúc mừng tác giả Bùi Thanh Bình, mã số VC09, địa chỉ huyện Cần Đước, tỉnh Long An với tác phẩm Khúc Ân Tình. Xin chúc mừng tác giả Đỗ Dũng, mã số TV23, địa chỉ báo sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, 5B Võ Văn Tần, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Quê Mới. Chúng tôi cũng xin chúc mừng các tác giả đạt giải ba về thể loại ca cổ và chọc cải lương của hội thi sáng tác văn thơ nhạc gồm tác giả Đỗ Dũng với mã số VC051, địa chỉ báo sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, 5B Võ Văn Tần, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Cần Giờ một khúc tình ca. Tác giả Trần Thị Cúc, mã số VC18, địa chỉ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cần Giờ với tác phẩm Cần Giờ hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng các tác giả đạt giải khuyến khích về thể loại ca cổ và chọc cải lương của hội thi sáng tác văn thơ nhạc gồm. Xin chúc mừng tác giả Phạm Thái Bình, mã số TB22, địa chỉ 140 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm Làm Rễ Cần Giờ. Xin chúc mừng tác giả Ngọc Thảo, mã số VC04, địa chỉ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang với tác phẩm Ký ức về người lính đặc công.
cho người đi rồi người hẹn ngày mai mình gặp lại giữa biển trời thì thơ mộng cho tàu anh ra khơi nôn nao từng con sông cùng đợi ngày về thì chung đất yêu thương. Sao ta cùng xây dựng quê nhà. Tình đạo tình anh năm tháng dần đắm